Hello, hello ngày mới ở Phú Quý. Hôm nay là ngày thứ hai chúng mình ở Phú Quý và lịch trình sáng sớm là chúng mình sẽ đi chợ. Hôm nay mình sẽ đi chợ Long Hải, chợ và chợ Minh Phụng. Trước tiên thì mình đến chợ đầu chợ Long Hải này. Mình thích cái bánh tròn tròn màu trắng giống như kiểu bánh bánh trôi ấy. Đó, bánh nó rất là ngon, 1.000 một cái thôi. Ở trong chợ này chủ yếu là bán rau củ quả và hôm nay thì chỉ có cá thôi, tại vì thuyền bè không có ra khơi được ấy, cho nên là các chợ cũng sẽ không có hải sản nhiều đâu, đa phần là chỉ có bán cá. Thế là bọn mình đã lựa được một con. Ở đây cũng không có gì nhiều nên là bọn mình đã quyết định là đi sang chợ Long, chợ Ngũ Phụng luôn. Trên đường đi qua chợ Ngũ Phụng, phong cảnh các bạn thấy kiểu đúng hoang sơ không? Thấy cảnh ở Phú Quý rất là đẹp. Và đi đến chợ Ngũ Phụng, chợ này cảm quan của mình là lớn và bán nhiều đồ hơn là chợ Long Hải nha. Ở trong đây các cô bán rất là dễ thương, mình nghĩ là chắc chỉ là bán giá của người bản địa cho mình thôi chứ không hề có bán thách ấy. Mình thấy cá này, cá bên này to và có vẻ tươi hơn bên cá bên chợ Long Hải, cho nên nếu mà có quay lại Phú Quý thì mình sẽ chỉ đi chợ Ngũ Phụng thôi, mình không có chơi đi chợ Tam Thanh hay chợ Long Hải nữa hết. Cái mực nhỏ nhỏ đó là 120 một ký, còn ở đây là bán bánh canh chả cá, mình thấy cô bán nên là mình cũng đi vào mua ăn thử 2 bịch, mỗi bịch là 10k, nhưng mà về nó ngon không tưởng. Trời ơi, mình mà biết nó ngon như thế á là mình mua hẳn 4 bịch rồi. Trời ơi, nó ngon lắm. Ở ngoài đầu chợ thì sẽ có những cái chòi nhỏ nhỏ một ấy, xong rồi các cô ở bên trong chòi sẽ đổ bánh căn và bánh xèo, nhìn nó vui ha, nhìn giống như chợ xưa vậy. Ăn sáng xong thì bọn mình đã đi lặn biển ở Bãi Lăng. Ở Bãi Lăng này thì chúng ta sẽ có chèo SUP và môn lặn biển thì sẽ có các anh quay phim cho mình luôn. Mình không biết bơi nhưng mình vẫn lặn đây này. Còn đây là buổi trưa. Buổi trưa bọn mình sẽ đi ăn ở bò nướng Hòa Thướng, 350 ngàn một ký. Và cứ một phần người ta mang ra là một món là nửa ký. Bọn mình đã kêu 1,5 ký. Thì mình thấy cái bò xào và bò nhúng giấm ngon, còn bò nướng thì hơi dai so với mình nhá. Chi phí thì mình để trên màn hình luôn. Buổi chiều thì bọn mình có đặt cái lịch đi Hòn Tranh. Tuy nhiên là nếu bạn nào mà thích chụp hình ấy và thích trải nghiệm thì mình nghĩ Hòn Tranh không phải là một nơi lý tưởng đâu. Mình có thể chọn những địa điểm khác ở ngay trên đảo Phú Quý được rồi. Tại vì ở Hòn Tranh thì cũng chỉ có đá và biển vậy thôi. Nói chung là cũng theo theo mình không đến mức mà quá xuất sắc. Buổi tối thì bọn mình đã di chuyển về Queen Resort, tại vì bọn mình đã đổi cái nơi ở cho nó gần cảng ấy. Ở đây thì cũng sát biển, view biển và view mặt trời lặn rất là đẹp. Ở trên sân thượng thì có BBQ buổi tối, bọn mình ngồi cùng ăn nướng con cá và chill chill với nhau. Nói chung không gian trên lầu rất là ok, nhưng mà phòng ốc thì mình thấy khá nhỏ, mình không được thoải mái ở trong phòng cho lắm. Ok, xin chào mọi người.